Trời đất ơi, sao tháng nào quỷ cũng thâm hụt vậy nè trời. Tiền vô thì có hạn mà sao tiền ra cứ ào ào vậy à. Nếu mà kiếm được nhiều tiền thì đâu có phải mà cực như vậy trời. Bực mình quá đi. Chuyện gì vậy em? Nói thì anh nhìn mà không thấy sao? Cái chuyện quản lý chi tiêu trong nhà sao mà khó quá vậy không biết nữa. Việc nội trợ khó quá hả? Anh nhớ là hình như anh cũng kiếm được nhiều tiền lắm mà. Anh kiếm được nhiêu mà nói là nhiều? Thì em nhớ lại coi, hồi đó lúc còn anh học đại học, kinh tế khó khăn hơn bây giờ nhiều mà mình vẫn sống được kia mà. Trời ơi là ông, cái lúc đó đó là em phải đem tiền nhà phụ vô với anh nhiều lắm á. Ủa vậy hả? Sao lúc đó không nói? Trời ơi thì em nói em sợ anh buồn, đã không biết rồi còn nói nữa anh thiệt à. Thì ra là vậy. Em, lúc đó chắc má vợ anh chửi anh dữ lắm ha. Ờ thì cũng khá khá. Con gái muốn nói chuyện với ba hả? Dạ không có, con có chuyện muốn nói với má một chút. Má nói rồi nha, không có nói chuyện mua mỹ phẩm với má nữa đó. Má không có chuyện gì để nói với con hết á. Má, tại dạo này da con có vấn đề nên mới phải đổi mỹ phẩm mới. Với lại nếu mà da con xấu không có lấy được chồng, má có lo không? Lo gì? Má nè, cũng với làn da này mà vẫn lấy được chồng á, có lo không? Ba nè. Giờ sao? Nói chuyện với má chán quá à. Con gái, con gái. Dạ. Ba mua cho. Dạ, cảm ơn ba. Hay, hay ghê luôn á. Trời, nó đòi gì cũng chịu hết trơn à. Làm riết là nó không sợ ai hết á. Anh có làm gì đâu mà em nói là anh chịu con. Chứ không phải là anh mới vừa hứa anh cho mua cho vậy đó. Rồi tưởng là em không có biết cái chuyện là anh lén em, anh cứ cho tiền cho tụi nó tiêu vặt hả? Mà tiền nó đâu ra vậy, anh cũng lấy từ trong túi em á, đâu mà ra. Trời ơi, em bắt đầu cái tật kể lể từ hồi nào vậy? Hay em giỏi quản lý chi tiêu chuyện trong nhà đi. Nè nè, quản lý đi. Đó, sổ thì... sách nè đó, mỗi lần cộng là nhăn mặt nhíu mày khổ sở nè, quản lý đi. Nè. Tiền lặt vặt gì mà tới 100 ngàn hả? Tiêu xài thoải mái rồi ghi vô đây là tiền lặt vặt. Chứ có 100 ngàn. Muốn em kể ra không? Tiền gì? Tiền uống cà phê chịu bên quán cô Hiền á. Em đi trả tiền đó đó. Giờ không lẽ em ghi là tại vì tiền anh thiếu cà phê? Sao? Cũng tại vì em quản lý dở cho nên tiền nó mới thất thoát. Rồi cái tiền anh uống cà phê để đó cho anh tính. Ai biểu em trả chi rồi vậy em nói. Thiệt bực mình. Anh bực mình hả? Anh bực mình vậy anh thử anh làm giùm em đi. Em làm tưởng đi. Anh làm không được chắc. Trời ơi, anh thử anh làm đi. Anh làm rồi anh sẽ thấy cái chuyện mà quản lý chi tiêu trong nhà nó cực đến mức nào. Thử thì thử chứ sợ gì. Đi giao hết cho anh. Rồi. Đây nè. Bao thơ là cái này là trong vòng tháng tới ha. Rồi, đưa đây. Anh liệu nha. Rồi. Sổ sách em ghi đàng hoàng rồi, ha. Rồi. Rồi đó, em giao anh đó. Anh làm đi. Đây. Còn gì nữa, đưa đây. Rồi. Rồi, em giao hết rồi. Máy tính nữa. Đưa đây. Đây. Nếu mà anh làm tốt hơn em tính sao? Ờ thì anh biểu anh làm gì em cũng nghe hết trơn. Nhớ nghe. Ừ. Anh muốn cái gì là em cũng phải nghe. Ừ. Móc ngoẹo. Nói mới tin. Trời ơi. Ừ. Rồi. Ngoẹo. Má ơi má, sao đồ ăn không có gì hết trơn vậy má? Thức ăn vậy là được rồi con. Còn đòi hỏi cái gì nữa? Chủ yếu là ăn cho hết cơm thôi. Không có được chừa lại hộp nào đâu đó nghe. Con ăn cơm không có thức ăn còn mập hơn má con gấp đôi rồi. Có đầy đủ không biết đến cỡ nào không? Nè, có phải hôm nay con với vợ con đổi cho nhau không hả? Dạ. Ủa, má cũng thấy vậy hả? Dạ. Má tinh ý ghê đó. À, bắt đầu từ hôm nay, con thử thay cho vợ con quản lý chi tiêu mọi việc ở trong nhà. Hả? Cái gì kỳ vậy? Đàn ông con trai biết cái gì về cái chuyện bếp núc mà quản lý? Sao lại không hả má? Đó thì lâu lâu mình cũng thử mình thay đổi cho phụ nữ. Con vậy mới hiểu rõ nhau hơn chứ má. Dạ đúng đó má. Anh Hoàng anh nói để cho anh làm thử một lần. Thôi cứ để anh làm coi sao má. Nói gì nói. Chứ ai đàn ông đi làm nội trợ bao giờ? Dạ đúng rồi đó. Chị hai, sao chị dám cho anh hai chi tiêu mọi chuyện trong nhà? Chẳng khác nào giao trứng cho ác. Nói gì?
Dượng coi tôi là người như thế nào mà dám nói vậy hả? Tụi em nói là anh làm không có được. Người như anh không có thể lo chi tiêu chuyện nhà được. Bộ anh tưởng nội trợ làm dễ lắm mà. Đó đó đó, thì chị cũng nói vậy mà anh nó cương quyết. Để anh làm, thôi để em làm đi. Được rồi, nói vậy là cả nhà không ai tin tưởng tôi hết chứ gì. Thôi được, tất cả đứng hết lên. Dạ không, trừng má ra. Bây giờ chúng ta bắt đầu tuyên thệ. Tất cả nghe lặp lại theo tôi nè. Tôi xin hứa. Tôi xin hứa. Cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Riêng con, lặp lại câu này một lần nữa. Cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tốt, nghe tiếp nè. Hết tiền xài không được quạo quọ. Hết tiền xài không được quạo quọ. Mà phải vừa tươi cười vừa tiết kiệm. Mà phải vừa tươi cười vừa tiết kiệm. Ê, sao con không tuyên thệ câu này? Con có tiền đâu mà con tiết kiệm. Mình ơi, anh xin lỗi mà. Từ nay trở đi không bao giờ anh dám cất quỹ đen riêng nữa. Tha lỗi cho anh đi mình. Mình. Anh cảm ơn mình đã tha lỗi cho anh. Thôi, anh cúp máy nha. Công nhận vợ sếp tài thiệt. Biết chồng của mình cất quỹ đen riêng nữa. Đâu có gì đâu mà tài. Khoa học ngày càng tiến bộ, tụi mình cũng đang nhận lương qua ngân hàng. Có tóm lại, thật là tội nghiệp cho cái thằng đàn ông. Cứ lấy vợ vào là coi như xong đời. Anh chả dạ gì phải sống như vậy. Cậu Thắng, cậu cứ thử lấy vợ đi rồi biết. Dạ. Có bao nhiêu việc cần phải chi xài mà tiền bà xã đưa cho thì có hạn. Vậy thì phải làm sao? Dạ dạ. Ừ? Với lại cậu thử tưởng tượng, tự nhiên cậu có thêm một khoản riêng mà bà xã không hề biết, nó hạnh phúc tới cỡ nào. Ôi sếp hay quá. Vậy chắc lúc mà lấy vợ á, anh Thắng không bao giờ lập quỹ đen riêng đâu ha. Tất nhiên rồi, anh mà lấy vợ hả, anh sẽ đưa hết tiền cho vợ. Thiệt không đó? Thiệt chứ sao không thiệt. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Em chỉ thích người đàn ông nào đem hết tiền về cho em thôi. Anh có dám chắc anh làm được điều đó không? Ừ, thì cũng có thể được. Nhưng nếu em mà là vợ anh á, thì chắc anh không mang đồng nào về cho em đâu. Tại sao? Thì có bao giờ ai mà mang mỡ để miệng mèo đâu, rõ chưa? Anh nói vậy nghĩa là sao? Ý nói em là mèo hả? Ý của anh Thắng nói em đẹp mà dễ thương giống y như là mèo vậy. Phải không? À. Công nhận nha, anh Thắng này có mắt nhìn con gái ghê á. Cô ba, cô làm cái gì vậy? Ủa anh không thấy sao? Em đang hút bụi. Thôi đừng có làm nữa mà. Ngưng, ngưng ngay đi. Anh hai này, em á cũng là em út ở trong nhà. Anh hai cũng phải để cho em làm việc nhà chứ. Em biết là anh rất là thương em, nhưng mà cứ để em tự nhiên đi ha. Cái gì mà cứ để cho cô tự nhiên hả? Cô có biết là dọn dẹp nhà cửa bằng cái máy hút bụi này là nó tốn tiền điện lắm không? Hả? 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 Cái gì? Sức khỏe thì có. Sử dụng máy hút bụi chi cho nó tốn tiền điện. Lấy chổi mà quét. Thiệt tình. Thôi được rồi. Anh hai. Gì đây? Đưa tiền. Tiền gì? Thì đưa tiền em mua chổi gì em quét. Chổi trong nhà có. Mua thêm chi cho nó tốn tiền. Cụi hết rồi. Đưa tiền. Vậy hả? Ừ. Chà, bây giờ tôi bận lắm. Thôi, xuất tiền túi ra mua trước đi ha. Ủa sao kỳ vậy? Sao mua chổi mà tự nhiên kêu em đưa tiền em ra? Nhà này không phải nhà của anh hai hả? Chà, bữa nay bài đặt tra khảo người khác nữa không? Muốn tính không tôi tính cho nghe. Từ đó tới giờ ở nhà tôi ai nuôi cơm? Muốn tính không tôi tính nghe. Thì thôi được rồi. Để em bỏ tiền ra mua cây chổi là được rồi chứ gì. Có gì đâu mà căng thẳng gì không biết.
nhẹ tay chút được không? Cái máy hút bụi này nó cũng là tiền không á. Đó. Rồi. Quá đẹp. Trời ơi, làm gì tính toán dữ vậy? Tính toán cái gì? Quản lý chi tiêu trong nhà là phải vậy thôi. Sao? Thấy anh làm giỏi không? Trời. Ba ơi, cho con xin tiền sửa xe đi ba. Nhỏ này, mới sửa xe mấy bữa trước giờ xin tiền sửa xe nữa làm sao con? Má không muốn sửa xe, vậy má mua xe mới cho con nha má. Má đồng ý không má? Không được, mua xe mới chi cho tốn tiền. Sửa lại cái xe cũ mà đi chứ. Nè, đó, tiền nè. Dạ con cảm ơn ba. Trời, trời, nhỏ nó xin bao nhiêu là cho bấy nhiêu à? Chứ sao? Em phục anh luôn á. Thì sao? Thấy anh quản lý chi tiêu trong nhà giỏi quá cho nên bây giờ ganh tị phải không? Nè, nói cho em biết nghe, kể từ bây giờ, quyền kinh tế trong cái nhà này là tất cả thuộc về tay anh. Thấy không? Ây à, đói bụng rồi, dọn cơm cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế ăn đi. Có nghĩa là tình hình kinh tế thế giới hiện giờ đang gặp rất nhiều là khó khăn. Cho nên phòng răng của mình cũng phải thay đổi đi so với lúc trước. Anh nói vậy nghĩa là sao? Ý là anh muốn không tăng lương cho em chứ gì? Đúng, cô thật là nhạy cảm. Nhưng mà cô yên tâm, bù lại tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần phúc lợi đời sống cho y tá. Phúc lợi đời sống là sao? Có nghĩa là tôi sẽ bao ăn cơm trưa và xây phòng nghỉ cho y tá là cô á. Thiệt không? Ý tưởng này hay đó. Ủa, nhưng mà tiền cơm trưa anh tính như thế nào? Thì còn tính thế nào nữa, cứ đến giờ ăn cơm trưa cô qua nhà tôi mà ăn. Hả? Ừ. Rồi phòng nghỉ của y tá? Phòng nghỉ hả? Nhà tôi phòng trống còn nhiều lắm, cô thích nghỉ phòng nào cứ vô đó mà nghỉ. Trời. Ừ. Nhưng cảm ơn, vấn đề là coi như giải quyết xong. Nhưng mà cảm ơn, cuộc họp đến đây kết thúc. Thiệt hết biết. Trời ơi, sao càng cộng càng thấy thâm vậy ta. Chết rồi. Anh hai. Qua đây chi vậy? Còn chi nữa, em đi chợ nè. Anh hai cho tiền đi chợ đi. Ủa sao ngày nào cô cũng đi chợ hết trơn vậy? Trời. Không, ý tôi muốn nói là đi chợ, mua đồ về nhiều là xài không hết, ăn không hết, để nó hư thì sao? Nè nè, đưa tiền cho nó đi chợ đi, không lẽ về tính bỏ đói cả nhà hay sao? Em nói cái gì kỳ vậy? Anh là muốn tiết kiệm thôi, chứ anh có muốn bỏ đói gia đình bao giờ đâu. Thôi được rồi, để anh đưa tiền cho đi chợ. Nhìn cái gì? Anh nhiều tiền quá ha. Anh gì? Anh đưa tiền cho nhiều nhiều khá chút đi cho cả nhà ăn ngon ngon tí nha. Biết rồi, đưa tiền cho đi chợ, mua đồ ăn ngon cho cả nhà cùng ăn, nghe chưa? Dạ. Nhớ đó, nè, 30 ngàn. Hả? 30 ngàn? Ừ. Mua cho cả nhà ăn, ăn ngon. Ừ. Ăn gì anh? Trời đất ơi, sao có 30 ngàn kẹo dữ vậy anh? 30 ngàn là nhiều lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Em có biết là tại vì em không biết tiết kiệm cho nên sinh hoạt trong nhà mới khó khăn như vậy không? Nhưng mà dạo này ngoài chợ thức ăn thức uống mắc mỏ lắm. Anh đưa 30 ngàn thì mua được cái gì? Đúng rồi, thời buổi này ha, mà xách 30 ngàn đi chợ hả? Chẳng khác nào đi chợ là không có đem tiền. Thôi được rồi, biết rồi, để tôi đưa thêm. Đây nè, đó, thêm 50 ngàn nè. Hết biết luôn. Em đi à? Khoan đã, chờ một chút. Chờ cho nữa hả? Cô lấy 50 ngàn rồi cô trả lại 30 ngàn cũ cho tôi chứ. Cái gì? Ngồi đi con. À, cô Hiền. Dạ. Cho tôi 2 ly trà đá. Dạ. Chị ba có chuyện muốn nói với con hả? Nè,
có phải con dở gì nấu ăn lắm phải không? Mà nè, dở gì nấu ăn á, sau này khó lấy chồng lắm. Dạ, con cũng biết vậy mà. Chính vì nghĩ tới con, cho nên á, Dưỡng mang này về cho con nè. Đây là cuốn sách bách khoa dạy về nấu ăn. Trong này á, họ dạy nấu ăn tất cả các món ăn trên thế giới á. Trời, Dưỡng mua sách này cho con hả? Sách này mắc lắm mà. Chuyện nhỏ, tốt cho con á, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Dạ, con cảm ơn Dượng. Dượng ba này, tiền đã không có mà còn. Dạ, cảm ơn Dượng. Cảm ơn chị. Thật ra Dượng chỉ đứng, Dượng đứng trung gian thôi. Dạ. Bạn Dượng nó muốn bán cuốn sách này mà Dượng đâu có điều kiện để mua. Vậy ra Dượng bán cho con đàn ăn hoa hồng hả? Dượng cũng cũng muốn là mua cái này tặng con lắm. Nhưng mà điều kiện của Dượng thì con cũng biết. Với lại Dượng còn dưới quyền của ba con. Hay là con cứ nhận đi. Còn cái chuyện tiền bạc để ba con trả. Trời, Dượng ơi là Dượng. Mà giúp Dượng đi con. Dượng lỡ hứa với bạn Dượng rồi, bán được cái này trưa nay nó mới dẫn Dượng đi ăn trưa. Giúp Dượng đi con. Giúp. Thiệt tình à? Xong. Răng của anh bị sâu nhiều quá, chắc phải thay một vài cái, mà cũng phải ít ngày nữa mới xong nghe anh. Ủa sao kỳ vậy bác sĩ? Thường thường là người ta không đánh răng ta mới bị sâu răng, còn em làm đánh đều lắm á. Đánh răng rất là quan trọng, nhưng mà đánh như thế nào còn quan trọng hơn nữa. Anh đánh răng như thế nào? Thì em cũng đánh như người ta thôi. Vậy nè. Không, ý tôi muốn hỏi là anh hãy thử nói xem ngay từ đầu anh đánh răng như thế nào. Dạ thì lấy kem bỏ vào bàn chải xong nhúng nước rồi bỏ vào miệng. Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Ủa lấy bàn chải bỏ kem vô là sao có vấn đề bác sĩ? Vấn đề là anh không được làm ướt cái bàn chải. Ủa không làm ướt bàn chải sao có bọt? Bôi kem thì đúng, nhưng mà làm ướt bàn chải là không có được. Ủa sao kỳ vậy bác sĩ? Mình phải nhúng nước cho nó ướt mới có nhiều bọt để đánh nhanh chứ bác sĩ. Đó chính là điều mà anh đã hiểu sai. Nếu bàn chải ướt thì không bao giờ anh đánh được 3 phút cả. Bình thường anh chỉ đánh được 1 phút rồi thôi, đúng không? Thì đúng. Mà đánh răng thì phải đúng 3 phút. À, anh tưởng là chúng tôi có thừa thời gian để đi khuyên người khác là mỗi lần đánh răng phải đúng 3 phút à? Anh nên nhớ điều này. Bàn chải phải khô thì bọt từ từ mới sinh ra. Và sau 3 phút thì mới có thể diệt sạch các vi khuẩn trong miệng. Đúng vậy hả bác sĩ? Đúng là như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho anh xem một bộ răng được đánh đúng 3 phút mỗi lần. Đây. Dạ. Răng có sạch đó. Đấy hả? Nhưng mà hơi có mùi bác sĩ à. Vậy hả? À, vậy thôi anh về đi ha. Ngày mai anh quay lại. Ủa xong hả bác sĩ? Rồi, xong rồi. Dạ, bác sĩ về, bác sĩ. Rồi, ngày mai quay lại ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ủa răng mình vậy mà sao cái tay này nói mình có mùi đó. Ê, trời ơi, nhớ rồi, hồi nãy mới hút một điếu thuốc. Con. Dạ. Mấy nhỏ đâu hết rồi con? Má qua có chuyện gì không má? Ừ. Má ngồi đi. Mà bữa nay má có hẹn đi chơi với mấy người bạn. Ồ vậy hả? Chúc má đi chơi vui vẻ nghe. Ừ. Vui vẻ có vui vẻ rồi, đi chơi phải vui vẻ rồi. Nhưng mà cũng còn phải ngừng lại để uống nước rồi chứ. Cho má vô lĩnh tiền má xài đi. Con hiểu rồi. Tất nhiên rồi, má ra đường là phải có tiền trong túi để mà tiêu xài chứ. Ừ. Đây nè má cầm lấy. Thôi thôi. Đây má cứ thôi, cầm thôi. Lấy, má cứ xài thoải mái. Trời sao con cho má nhiều vậy? Có sao không con? Có sao đâu. Con đã nói với má rồi, kể từ bây giờ con là người quản lý mọi chuyện chi tiêu ở trong nhà này.
à, má cứ xài thoải mái. Nhưng mà đâu có xài lung tung được. Con đã nói má đừng có lo mà. Mình tiết kiệm là tiết kiệm khoản khác. Còn cái chuyện nào mình cần xài mình phải xài chứ má. Cần xài cứ xài hả? Dạ. Nhưng mà lúc đầu á, má sợ chứ. Mà lúc sau này má thấy con của bộ cũng được quá chứ. Quản lý vậy là tốt lắm á. Ủa thiệt vậy hả má? Má thấy con quản lý chi tiêu trong gia đình như vậy là tốt hả má? Tốt quá. Trời ơi, như vậy là kể từ bây giờ nha, má hết tiền là má qua má gặp con. Con sẽ đưa tiền cho má xài thoải mái luôn. Má đừng có lo gì hết á. Coi như là kể từ bây giờ là má chấm dứt cái thời gian đau khổ lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng mà dù sao đi nữa con cũng phải tiết kiệm chứ. Vừa tiết kiệm vừa tiết kiệm. Dạ má đi chơi vui vẻ nghe. Má đi nghe, cảm ơn con nha. Ê cha, có cái gì đâu. Chi khoản này ra thì tiết kiệm lại cái khoản khác. Chuyện đơn giản quá mà. Có nghĩa là cho đến bây giờ mình vẫn làm tốt cái việc quản lý chi tiêu trong gia đình. Bác sĩ ơi, đồ vệ sinh khử trùng hết rồi, đem kêu họ mang tới nha. Gì mới đây mà hết rồi? Thì xài thì phải hết chứ. Bác sĩ đưa tiền cho em lẹ đi. Xài cái gì mà nhanh dữ vậy? Nè. Ờ mà không, tôi nhớ rồi. Ở nhà tôi còn à, để tôi về nhà tôi lấy qua xài. Mua chi cho nó tốn tiền. Thiệt tình thì tiền nào cũng là tiền. Đúng là người chưa bao giờ quản lý tiền bạc. Dù sao không phải chi tiền liền là được rồi. Con sao vậy? Đánh lộn với các bạn hả? Dạ đâu có. Vậy chứ sao mặt mày bí xị vậy? Cậu ơi, nhà mình nghèo lắm phải không cậu? Con nói cái gì? Con mày con đá banh không trúng mà còn bị té nữa. Tại sao? Tụi nó nói là đôi giày của con đó cậu. Vậy hả? Dạ. Giày của tụi nó xịn, còn giày của con thì... Thì ra là vậy. Con buồn vì chuyện đôi giày phải không? Nhưng mà nhà mình nghèo đâu có tiền để mua đôi giày thể thao. Con nói cái gì kỳ vậy? Nhà mình mà sao nghèo được? Cậu là có nhiều tiền lắm đó nghe. Thôi đừng có buồn nữa. Cậu sẽ mua cho con một đôi giày thể thao. Thiệt không cậu? Thiệt, một đôi giày mới. Cảm ơn cậu. Một đôi giày xịn nhất. Đi theo cậu. Đi cậu. Từ từ con. Đi thôi cậu. Rồi mở cửa giùm cậu coi. Tiền tiêu vặt của má. Tiền đôi giày của thằng Sơn. Chà, mình xài quá nhiều rồi. Ngân sách bữa nay bị hụt nữa cho mà coi. Thôi nghe, dứt khoát không được xài thêm khoản nào nữa nghe. Gì nữa đây? Qua kiếm ba xin tiền hả? Thôi nghe, ba không có tiền đâu. Đừng có ai nói chuyện tiền bạc gì với ba nghe. Ba nói vậy là sao? Kiếm ba để xin tiền nữa chứ gì? Dạ đâu có. Vậy hả? Vậy thì ngồi xuống đây, con gái yêu quý của ba. Có chuyện gì vậy con? À, nè ba. Gì đây? Dạ thư. À, con gái của ba viết thư tình cảm cho ba đó. Con nhỏ này, ba ở ngay đây, muốn cái gì thì nói, bài đặt thơ từ chi vậy? Ba để con đọc cho ba nghe nha. Ừ, đọc thử cho ba nghe coi. Ba yêu quý của con. Dạ, được á. Ba ơi. Ơi. Viết thư cho ba thế này, làm con nhớ lại chuyện ngày xưa quá. Ba có nhớ ngày đầu tiên con đi học không ba? Nhớ chứ. Lúc đó con gái của ba xấu xí vô cùng. Con cũng nhớ rất rõ hình dáng của ba lúc ấy. Lúc ấy hình dáng của ba đẹp trai lắm phải không? Nhất là lúc ba mua cho con cuốn truyện cổ tích đầu tiên, tập thơ đầu tiên
và những tập truyện nổi tiếng thế giới. Tất nhiên. Hình dáng ba lúc mua sách cho con thật là tuyệt vời biết chừng nào. Đúng vậy. Ba là một người cha không bao giờ tiếc tiền khi mua sách cho con của mình. Ba ơi, con rất muốn mặc một chiếc tạp dề thiệt đẹp để làm bữa tối thiệt ngon cho ba. Nhưng ba cũng biết là con chưa biết nấu ăn. Nhưng con đã suy nghĩ về việc này. Cho dù phải mua sách dạy nấu ăn về, con cũng phải tập nấu ăn cho ba yêu quý của con. Ba ơi, ba mua sách dạy nấu ăn cho con nghe ba. Tất nhiên. Nói vậy là sao? Mua sách có nghĩa là chi tiền ra hả? Trời đất ơi, con nhỏ này vậy mà cũng bày đặt thơ từ nữa. Trời ơi ba, con muốn học nấu ăn thiệt mà. Ba mua sách dạy nấu ăn cho con nha ba nha. Trời ơi, thôi được rồi. Chờ một chút. Trời ơi, chắc tôi điên quá. Cảm ơn ba. Ủa, anh Hoàng, sao bữa nay đang giờ làm việc mà anh qua đây vậy? Bộ anh có hẹn với ai ở đây hả? Không, tôi sợ gặp mọi người nên phải trốn ở bên này. Ủa, anh nói vậy là sao? Thì mọi người trong nhà thấy tôi bây giờ nắm hết tiền bạc nên cứ kiếm tôi bằng được đặng móc túi, cho nên tôi phải trốn ở bên này. Nói vậy á là bác sĩ kiêm luôn việc quản lý chi tiêu gia đình đó hả? Kể ra thì cũng hơi mệt. Nhưng mà không sao, cho tới bây giờ là mọi chuyện vẫn ổn. Trời ơi, nếu vậy thì hên quá bác sĩ ơi. Hên cái gì mà hên? Dạ, đây nè, tiền cà phê thiếu đó. Bác sĩ quên là còn thiếu nợ tiền cà phê của em nhiều lắm hả? Cái vụ đó hả? Dạ. Thôi để lần sau tôi ghé ha. Khoan. Bác sĩ, anh phải thanh toán cho em hết cái tiền cà phê này nè. Rồi sau đó anh muốn đi đâu thì đi. Thôi được rồi. Dạ. Tôi trả mà. Tôi có phải là người uống cà phê quỵt tiền đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ. Nè. Trời ơi, trốn qua tới bên này còn chưa yên nữa. Má xài, tiền học cho con, tiền dạy cho cháu. Chà, mới đây mà mình đã xài quá nhiều rồi. Bà xã mà biết được chuyện này chắc không có để cho mình yên đâu. Mấy cái chuyện chi tiêu lặt vặt trong nhà tưởng dễ mà quá ra không phải vậy nha. Để coi tổng kết, để coi... Để... Ủa? Ủa, lẹt ở đâu hết 100 ngàn? Đâu, 100 ngàn đâu rồi? Mình tính sai chỗ nào ta? Ủa anh, tính đúng không vậy anh? Đúng chứ em, mọi chuyện vẫn tốt. Vậy hả? Nói chung là tính toán tới đâu là khớp tới đó à. Khớp hả? Ủa chứ không phải mất 100 ngàn sao anh? Em nói cái gì vậy? Em làm như anh là người không biết tính toán vậy. Nè, tính tới đâu là đúng tới đó nghe, không sai một đồng luôn đó nghe. À vậy hả? Vậy mà nãy tới trước cửa phòng em thấy em lụm được rồi giấy 100 ngàn, em tưởng là của anh chứ. Ủa cái này của ai vậy ta? Không biết của ai thôi mình xài thôi chứ giờ sao giờ. Anh ơi anh, đây có mấy cái hóa đơn tiền điện nè, tiền nước nè. Đây ơi, tiền điện thoại nè. Anh nhớ đi đóng cái này nha anh nha. Sao lại đưa cho anh? Thì anh lo chuyện trong nhà mà, chuyện nội trợ là của anh thì anh phải đóng chứ làm sao. Ủa sao em không đi đóng đi mà sao lại đóng vào lúc này? Em trước đây không đi đóng đi. Em xin lỗi, có chuyện nội trợ mà em làm cũng không xong, em tệ quá anh ha. Thôi em xin lỗi nha. Thôi xin lỗi.
Trời ơi, bao nhiêu tiền nữa đây? Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại thì trời ơi. Ba làm gì vậy ba? Sao ba không coi tivi? Ba ngồi chơi chút. Anh hai, chuyện chi tiêu trong nhà ổn chứ ha? Hả? Tất nhiên rồi, anh hai cô đã làm thì phải được chứ, đúng không anh? Chứ sao? Trời ơi, cỡ này mà thấm tháp gì. Vậy là chị hai sướng rồi, giao quyền quản lý ở trong nhà nẻ lại cho anh hai. Trời ơi, bình thường ha, mà chi tiêu đúng quy định ở trong nhà không phải là chuyện dễ đâu. Đó là chưa kể những lúc mà nó bị phát sinh á. Trời ơi, mệt lắm, đầu óc nào chịu nổi. Ba, ủa sao vậy ba? Ba cũng có nhiều khoản phát sinh lắm hả? Ơi, phát sinh hả? Làm gì có chuyện đó. Không có đâu. Ôi, vậy là may lắm á. Ba vậy ba giỏi á. Thôi, kể từ giây phút này trở đi là em chỉ tập trung lo làm việc ở phòng khám thôi. Rồi thì giờ rảnh á, mình đi chơi ha con ha. Mình đi shopping hay cô ba, mình đi giải trí. Anh làm tốt, phải không anh? Phải không? Em nói cái gì lạ vậy? Bộ em không lo cho chuyện chi tiêu trong nhà nữa hả? Ui sao em phải lo? Anh là người đàn ông đảm đang, anh đang làm tốt tất cả mọi chuyện, đúng không anh? Biết rồi ha. Hiểu rồi ha. Ê, chờ chút coi. Gì nữa đây? Cho em tiền tiêu giặt đi. Tiền tiêu giặt? Ủa thì hồi trước mỗi tháng em cũng cho anh tiền xài giặt đó. Thì giờ anh cũng phải cho em vậy. Cho em đi. Em thì cần gì xài tiền hả? Ủa sao vậy anh hai? Chị hai á vừa làm việc ở phòng răng nè, vừa làm việc nhà, vậy là làm gấp đôi người bình thường rồi. Anh có biết hả nội trợ cực đến mức nào không? Nhiều chuyện quá. Cô đừng ở cái nhà này nữa thì hay hơn em. Trời sao tự nhiên anh nói chuyện nổi quạo với cô ba làm sao vậy trời? Không biết. Đừng ai hỏi gì tôi tới chuyện tiền bạc hết trơn. Anh hai. Ôi, tôi không có biết, không có biết cái gì tiền bạc trơn. Nói vậy. Lỗi anh hai. Không biết, không biết cái gì trơn. Em à. Gì anh? Ngẫm nghĩ mới biết nha. Đúng là kinh tế có một sức mạnh đáng sợ thiệt. Ủa? Anh nói vậy là sao? Thì em thấy đó. Kể từ ngày mà anh quản lý mọi chuyện chi tiêu trong gia đình này, mọi người ai cũng muốn lấy điểm trước mặt anh hết. Ôi, vậy thì anh sướng quá chứ sao? Tất nhiên, dĩ nhiên là sướng rồi. Nhưng mà tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho em quá. Làm như là kể từ khi mà em không còn nắm quyền chi tiêu trong nhà nữa đó, mọi người trong nhà này hình như là coi thường em. Ủa vậy hả anh? Em đâu có thấy gì đâu. Em thấy hả? Ngay cả con của mình bây giờ cũng bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác. Bởi vậy người ta nói mà, không có tiền là dễ bị khi dễ lắm. Vậy hả anh? Ừ, cho nên anh mới nói chuyện này. Dĩ nhiên nếu mà anh tiếp tục quản lý chi tiêu trong gia đình thì nhà mình á sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, kinh tế sẽ khá lên. Nhưng mà anh à, từ trước cho tới bây giờ anh vốn là một người không thể nào mà chịu đựng được khi mà nhìn thấy em đau khổ, đúng không? Ôi trời, em đâu có sao đâu. Không, em đừng có nói như vậy. Anh không thể nào chịu đựng được khi thấy em càng ngày càng rơi vào tình trạng đáng thương như vậy. Anh nói là em đáng thương hả? Bởi vậy cho nên bây giờ anh muốn bàn với em chuyện này, hay là để anh giao lại cái chuyện quản lý chi tiêu trong nhà cho em nha. Anh nói sao? Giao lại cái chuyện quản lý chi tiêu cho em hả? Cái chuyện này là bởi vì thương em cho nên anh mới nói vậy thôi. Thôi anh ơi, thôi. Em bây giờ là, em nói thiệt, em đang sống rất là thoải mái. Dính vô ba cái chuyện tiền bạc chi tiêu em nhức đầu lắm. Thôi em nhận đâu. Em ơi, mình còn phải thanh toán đủ thứ tiền hầm bà lằng hết á. Nào là em nói là anh tự lo liệu cái chuyện đó đi.
Ừ, không phải như vậy, ý anh không có phải như vậy. Em không sao mà, thôi đừng nói chuyện đó mà. Em ơi, vợ yêu quý quá. Em làm ơn nhận lại cái sổ chi tiêu giùm anh đi. Trời ơi khổ quá, kể từ ngày nhận cái công chuyện này anh nhức đầu quá em ơi, anh không làm ăn được cái gì nữa hết. Ủa sao anh nói là em không biết làm nội trợ mà? Đâu có ai nói gì bao giờ đâu. Trong suy nghĩ của anh em là thiên tài á, thiên tài về nội trợ. Thiên tài nhận lại sổ chi tiêu giùm nha thiên tài. Nha. Đưa sổ chi tiêu đây coi. Máy tính. Viết. Cảm ơn thiên tài. Ủa cái gì? Sao có giày thể thao là sao? Hả? Giày thể thao là sao anh? Của ông Sơn nè. Thằng Sơn nó nói là nó không có đôi giày, nó thua bạn bè nó cho nên nó... Rồi khoan còn cái gì? Cái gì tiền lặt vặt? Ủa chi tiền lặt vặt gì mà nhiều vậy? Là cái gì đây? Hả? Tiền uống cà phê thiếu. Trời đất ơi, anh uống cà phê thiếu gì mà dữ vậy? Từ bữa nay nha. Không. Kể từ giờ này trở đi là một tuần lễ sau anh không được mò qua quán cà phê nữa. Anh rõ chưa? Biết rồi, mấy tuần cũng được mà. Trời đất ơi, anh Hoàng ơi, sao mà anh rộng lòng nhân ái quá vậy? Cô nè, ai anh cũng cho, ai anh cũng chi. Nói thiệt, anh còn xài cái gì khác ngoài những cái khoản chi trong đây nữa không? Không. Chắc không? Chắc. Anh nói thiệt nha. Thiệt mà. Vô đi. Vô đi, cửa không có khóa. Anh hai. Chị hai. Gì đây? Cảm ơn anh hai nhiều lắm anh hai. Cảm ơn gì? Vì cái chuyện cuốn sách nấu ăn á anh hai. Em định nhờ bé Mai nó mua giùm. Mà không ngờ anh Dượng mua ba, anh cho. Dượng ba, Dượng nói gì? Dạ. Dượng nói gì? Cái cuốn sách nấu ăn anh hai anh mua giùm trong giùm em. Cảm ơn anh nha. Xin lỗi bà xã. Mợ ơi mợ, nhà mình nghèo lắm phải không mợ? Con nói gì? Tụi nó có giày thể thao giả quen, còn con chỉ có giày bình thường thôi. Trời ơi, quá ra nó diễn kịch. Ủa, hồi đó giờ anh mới biết ra hả? Bây giờ ngồi đây nói hoài không lên sửa soạn quần áo đi học phải không? Đi. Gì đây? Cậu ơi, cậu báo trọng nha. Đi chưa? Ba ơi, cho con xin tiền sửa xe đi ba. Tiền gì? Mới lấy hôm qua rồi. Tại xe hư tùm lum mà nên mới tốn tiền vậy đó. Không mấy, ba mua xe mới cho con nha ba. Dạ. Yeah. Cái bộ cô này thích đi xe mới quá ha. Dạ. Yeah. Chìa khóa xe nè con. Xe mới hả má? Chìa khóa xe đạp đó. Từ rày về sau lấy xe này đi nghe con. Trời ơi, má thôi mà má. Không thích hả? Đưa chìa khóa đây rồi đi bộ. Đưa đây. Dạ thôi con đi. Con này. Gì vậy? Phải công nhận là em giỏi thiệt. Số 1. Trời. Cả năm em chỉ làm có mỗi việc đó thôi mà. Trời ơi, vợ tôi giỏi quá trời luôn á. Ngồi xích lại đây chút em. Gì vậy? Xích lại gần chút đi. Thôi đi. Gì vậy? Cho hôn cái đi. Thôi, hồi sáng sớm đừng dở trò nghe không? Giỏi quá, cho hôn cái đi. Đâu có ai ở nhà đâu mà. Trời ơi. Ghê quá. Sẽ nhớ tiếng cười.